Vâng, xin chào mọi người. Xin thưa mọi người, đây là cái cây tầm gửi gạo tía tươi mọi người nhé. Đây là gì vậy? Đây là cái cành gạo này, nó mọc trên này. Và cái này cây này thì nó lại ký sinh trên cây tầm tầm gửi gạo tía. Nó rất là tốt. Nó có các tác dụng là về hỗ trợ điều trị đau như xương khớp. Ngoài ra những cái bệnh về gan, về những người bị là bị viêm cầu thận hoặc là những phụ nữ bị hậu sản thì dùng rất chi là tốt mọi người nhé. Thì tôi đang chế biến tươi để làm cho khách. Ở đây là tôi đang dùng máy băm để băm thái luôn trực tiếp. Thì bên tôi mình đang nhận làm cái tầm gửi gạo này để chế biến trực tiếp cho khách. Khách hàng thì mọi người có nhu cầu về tầm gửi gạo chuẩn thì có thể liên hệ bên mình. Thì mình sẽ băm thái luôn. Hiện tại đang bên mình đang phơi sấy ở trên này. Sản phẩm ra sau này sẽ phơi sấy ở đây. Mọi người có nhu cầu về tầm gửi gạo chuẩn thì liên hệ bên mình thông qua số điện thoại là 0986 357 365. Cảm ơn mọi người theo dõi clip. Xin chào, chào và hẹn gặp lại. Vâng, đây là cái quá trình mà chúng tôi đang đi phơi mọi người nhé. Thì nhìn chung là tranh thủ được anh Lắng là để phơi là thứ nhất, mà bây giờ mới bắt đầu là tháng 5 nên là Lắng nó rất là lớn, nó khoảng tầm vào từ 35 đến 40 độ rồi. Vì sao mình bảo cái việc phơi nắng nó sẽ tốt hơn là so với cái việc sấy? Bởi vì là trong cái ánh nắng ấy, nó có cái tia tử ngoại, nó làm cái công tác gọi là mang vào cái tia cực tím ấy. Đấy, nó để làm cái công nó khi nó chiếu vào ấy, thì nó sẽ làm được cái tính gọi là tính diệt khuẩn đấy. Đấy, nó sẽ tốt nữa hơn nữa so với sấy. Nhưng một số những loại dược liệu thì cũng có thể là nó lại không thích hợp với ánh nắng đâu. Đấy, đâm ra là mình sẽ tùy các loại dược liệu mà mình sẽ đem sấy hoặc là đem phơi cho nó hợp lý. Như tầm gửi gạo là thì nào là mình phơi thoải mái mọi người nhỉ.